Hôm nay, Vinh mời các bạn đến chùa Wat Ra Khan tại thủ đô Bangkok, Thái Lan để viếng thăm một vị cổ đại cao tăng huyền thoại, người có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất trong lịch sử Phật giáo Nam Tông Thái Lan cách chúng ta hơn 200 năm về trước, đó chính là Somdetpo. Ông cũng chính là người đầu tiên làm ra tấm amulet mang tên Phật Somdet huyền thoại, vua của các amulet. Tương truyền, đây là dòng mạnh nhất trong lịch sử, cũng là dòng nổi tiếng nhất, tai tiếng nhất và bị làm giả nhiều nhất trên thị trường một cách rất chuyên nghiệp. Somdetpo, ông sinh ra trong thời kỳ của vương quốc Ayutthaya dưới thời trị vì của vua Rama đệ nhất. Ông xuất gia năm 12 tuổi và đã để lại rất là nhiều những cái vần thơ miêu tả vẻ đẹp của Phật Pháp. Là hoàng tử, là con trai của vua Rama đệ nhị, nhưng mà ông không tham gia triều chính. Ông rất là được tôn trọng bởi vua Rama đệ tứ và là vị quân sư cho vị quân vương này. Trong thời kỳ của vị quốc vương này, ông cũng được ban tên Phật. Ông viên tịch năm 1871, thọ 83 tuổi. Đền Wat Ra Khan nằm cạnh bên con sông Chao Phraya. Ngôi đền này còn được mệnh danh là ngôi đền của những chiếc chuông gió. Bởi vì khi mà các bạn đến đây, các bạn sẽ thấy trong chùa có rất là nhiều những chiếc chuông. Các bạn có thể tự mình gõ chuông và gửi lời ước nguyện vào trong đó. Vinh đến thăm ngôi đền này vào tháng 3 năm 2018, sau nhiều lần sưu tầm được những tấm amulet cổ rất là quý, trên 100 năm tuổi, có nguồn gốc tại đây. Sư Somdetpo là sư trụ trì đời thứ 6 tại ngôi đền này. Các đời sư trụ trì từ thứ 6 tới thứ 10 thì Vinh biết rất là rõ. Riêng vị sư trụ trì ở thời điểm hiện tại thì Vinh không biết vị đó là ai. Thì nếu như các bạn nào mà có thêm thông tin thì nhớ chia sẻ với Vinh nha. Vinh cảm ơn các bạn. Vinh chào các bạn.